Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy vắt ly tâm. Máy này thì có dung tích là 80 lít. Máy rất là đẹp. Bên trong lồng vắt đấy ạ. Gồm có hai lồng vắt, là lồng trong thì sẽ được giật nỗ. Và cái miệng này thì khum lại để nguyên liệu đỡ bị văng ra ngoài. Và lồng ngoài nữa, lồng ngoài thì sẽ được tháo lắp rời. Và cái lắp của cái máy này thì có khuy cà như này, đều là có tay cầm như này. Cái tay cầm này để làm gì? Để khi các bạn vắt xong, các bạn sẽ bật cái chốt này lên để các bạn nhấc cái lồng này ra ngoài, các bạn vệ sinh cho nó dễ, vệ sinh sạch sẽ được. Máy thì có lò xo giảm rung nhé các bạn. Và đây là cái bảng tủ điện đấy ạ. Đây là đã báo là có điện rồi. Bật công tắc này lên thì máy sẽ chạy. Và cái máy này sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ của cái lồng vắt nhanh chậm. Giờ mình sẽ bật máy lên đây. Và điều chỉnh cái biến tần. Các bạn nhớ là khi các bạn sử dụng cái tủ điện của cái máy vắt thì các bạn khi bật lên thì các bạn chờ trong khoảng 5 giây, xong các bạn hãng bật cái điều chỉnh biến tần như này. Giờ mình sẽ cho cái mức này lên là trung bình nhé. Các bạn có thể liên hệ với Inox Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều các loại máy móc được gia công sản xuất với chất lượng tốt, giá rẻ tại xưởng, không phải qua bất kỳ trung gian nào. Hàng công nghiệp dày dặn chất lượng.